Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hỏi Bác sĩ Phạm Quang Nhật. Thì kênh sẽ cung cấp cho các bạn một số kiến thức thường thức để các bạn có thể hiểu hơn về những vấn đề khi mang thai. Thì hôm nay bác sĩ Nhật sẽ trao đổi với các bạn một chủ đề, đó là ra huyết khi mới có thai. Thì như vậy chúng ta làm gì trong thai kỳ, bất cứ khi nào mà chúng ta đang có thai mà chúng ta ra huyết thì chúng ta sẽ rất là lo lắng, đặc biệt là khi chúng ta vừa mới chuyển phôi hoặc là chúng ta vừa mới chạy kinh có thai, thì điều này sẽ gây ra sự hoang mang cho các bạn. Thế như vậy chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề khi chúng ta vừa chuyển phôi chỉ khoảng 5 tới 7 ngày mà nó lại ra huyết, hoặc là chúng ta vừa chạy kinh mà như vậy nó lại ra huyết. Thì thưa các bạn, vấn đề ra huyết thì có tới 20-30% phụ nữ trong những tuần đầu tiên có thể bị ra huyết. Thì chúng ta phải hiểu như vậy, khi chúng ta chuyển phôi thì có thể là phôi ngày 3 hoặc phôi ngày 5. Như vậy là phôi được chuyển vào trong niêm mạc tử cung. Khi phôi bắt đầu có hiện tượng làm tổ chìm vào trong động mạch tử cung thì những cái mạch máu của động mạch tử cung đi đến và cung cấp máu cho phôi thai. Như vậy, một số mạch máu bị vỡ trong quá trình phôi thai chìm vào trong động mạch tử cung, và như vậy nó sẽ ra một chút huyết, nhất là vào ngày thứ 7 đến ngày thứ 9 sau khi chúng ta chuyển phôi. Thì như vậy nó sẽ gây ra một sự lo lắng. Tuy nhiên, khi chúng ta ra huyết như vậy, nếu chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng thuốc thì cái việc ra huyết nó sẽ bất dần và hết hẳn cho tới khi cái ngày chúng ta thử HCG. Thì người ta thấy rằng những trường hợp mà có ra huyết hồng sớm, không phải tất cả mà cũng có thể là không phải là ra huyết hồng là chắc chắn, thì vào ngày thứ 7 đến ngày thứ 9 thì có khả năng là chúng ta có thể phôi đối thoại với niêm mạc tử cung và có khả năng làm tổ được nha các bạn. Thì như vậy đó là một dấu hiệu không phải là quá lo lắng, mà đôi khi đó là một dấu hiệu báo tin. Chúng ta đã hiểu rằng là cái quá trình mà phôi chìm vào trong nội mạch tử cung gây ra vỡ mạch máu nhỏ và ra một ít cái hồng ha, thì đó có thể là cái sự làm tổ của phôi thai ha. Ngoài ra khi chúng ta vừa chạy kinh, tức là phôi thai đã làm tổ và ra huyết hồng, thì đó là một cái hiện tượng là để cùng có thể bắt đầu phù hợp ha, tương thích với lại là cái phôi thai ha các bạn ha. Đó thì như vậy đó, đôi khi nó sẽ ra một chút huyết ha các bạn nha, do đó chúng ta không cần phải quá lo lắng các bạn nha. Thì ngoài ra khi chúng ta mới chuyển phôi hay chúng ta mới có thai, chúng ta thường sẽ được sử dụng progesterone. Thì progesterone, duphaston, estrogen, bản thân nó có thể dẫn tới cái việc là gây ra là gọi là viêm nội tiết ha, và nó sẽ dẫn tới cái chuyện ra một chút ha huyết hồng, nhưng điều này cũng không đáng lo. Tóm lại là việc ra huyết ha, nhợt, ra huyết hồng thì đó là một dấu hiệu không phải là gây ra cái sự hoảng sợ chúng ta, và chúng ta cần đi khám bác sĩ để chúng ta có thể biết rằng đó là hiện tượng bất thường hay hiện tượng không quá lo lắng ha các bạn ha. Đó, thì qua video thì chúng ta cũng đã hiểu được một phần nào đó những cái mà chúng ta đang quá lo lắng. Thì hy vọng rằng là video sẽ hữu ích cho các bạn. Nếu các bạn thấy video có thể mang tới cho các bạn những kiến thức thì các bạn có thể nhấn chuông đăng ký bên dưới để cho YouTube có thể thông báo cho các bạn khi bác sĩ Nhật up những cái video lần sau. Xin cảm ơn các bạn đã tham gia vào video. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.